Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Nga cảnh báo Mỹ về vòng xoáy leo thang ở Ukraine. Ngày 27 tháng 11, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo Mỹ cần chấm dứt vòng xoáy leo thang căng thẳng ở Ukraine trước khi tình trạng này trở nên quá nguy hiểm cho tất cả các bên, bao gồm cả chính Mỹ, theo đài RT. Ông Ryabkov đưa ra tuyên bố này 6 ngày sau khi Nga phóng tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung Oresnik nhằm vào Ukraine, điều mà ông mô tả là một thông điệp rõ ràng gửi tới phương Tây. Tín hiệu rất rõ ràng, hãy dừng lại, các vị không nên tiếp tục hành động như vậy. Đừng cung cấp mọi thứ Ukraine yêu cầu và đừng khuyến khích Kiev thực hiện các cuộc phiêu lưu quân sự mới vì chúng cực kỳ nguy hiểm. Ông Ryabkov nhấn mạnh, Thứ trưởng Nga cũng kêu gọi chính quyền Mỹ hiện tại ngăn chặn vòng xoáy leo thang này. Họ buộc phải làm như vậy nếu không tình hình sẽ vượt tầm kiểm soát và trở nên nguy hiểm cho tất cả mọi người, kể cả nước Mỹ, ông nói. Theo hãng thông tấn TASS, ông cũng kêu gọi chính quyền sắp tới của Mỹ và Tổng thống đắc cử Donald Trump hãy xử lý vấn đề này với tất cả sự nghiêm túc. Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết Nga về lý thuyết không có nghĩa vụ cảnh báo Mỹ về vụ phóng tên lửa Oresnik do đây là tên lửa tầm trung, không phải liên lục địa. Tuy nhiên, Moscow vẫn thông báo trước cho Washington 30 phút trước khi thực hiện vụ phóng. Tôi tin rằng các bạn hiểu đây là một yếu tố ổn định trong tình huống cực kỳ nguy hiểm mà chúng ta đang đối mặt. Chúng tôi cam kết thực hiện việc này và hy vọng Mỹ cũng làm điều tương tự. Ông Ryabkov nói, đồng thời nhấn mạnh rằng các hành động như vậy có thể giúp giảm thiểu rủi ro từ những tính toán sai lầm hoặc lỗi lầm nguy hiểm. Theo hãng tin Reuters, phát biểu của ông Ryabkov phát đi tín hiệu rằng Moscow vẫn mong muốn duy trì các kênh liên lạc mở trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ đang ở mức cao nhất. Trong khi đó, giữa lúc Nga và Ukraine đối đầu không khoan nhượng bằng tên lửa, ông Trump bất ngờ gọi tên đặc phái viên hòa bình Ukraine. Theo đó, trong ngày 27 tháng 11, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm tướng Mỹ về hưu Kate Kellogg làm đặc phái viên hòa bình Ukraine, với nhiệm vụ dẫn dắt các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Ukraine, theo hãng tin The Kyiv Independent. Ông ấy đã đồng hành cùng tôi từ những ngày đầu. Cùng nhau, chúng ta sẽ bảo đảm hòa bình thông qua sức mạnh và khiến nước Mỹ và thế giới an toàn trở lại, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Ông Kate Kellogg, 80 tuổi, trước đây từng giữ chức tránh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ trong chính quyền Donald Trump đầu tiên. Ông Kellogg cũng là cố vấn hàng đầu cho Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khi đó. Vào tháng 6, hãng Reuters đưa tin rằng ông Kellogg và một cố vấn hàng đầu khác của ông Trump là ông Friedrich Kate Flay đã đề xuất với Tổng thống đắc cử kế hoạch ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine nhằm gây áp lực buộc Kiev ngồi vào bàn đàm phán hòa bình với Nga. Hai người này cũng được cho là đã đề xuất không xem xét tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cho Ukraine. Ukraine nói Nga mở 369 cuộc tấn công tỉnh Zaporizhia trong ngày. Sáng 27 tháng 11, Cục trưởng Cục quân sự tỉnh Zaporizhia, Ukraine Ivan Fedorov đăng trên kênh Telegram cá nhân cho biết, trong ngày 26 tháng 11, các lực lượng Nga thực hiện 369 cuộc tấn công nhằm vào 12 khu định cư ở Zaporizhia. Hãng Ukrinform đưa tin, các lực lượng Nga đã thực hiện 4 cuộc không kích vào các khu định cư Novodarivka, Shcherbaki, Malatokmakka và Palivka. Tổng cộng có 186 máy bay không người lái UAV tấn công các khu định cư Lokove, Primorske, Huliaipole, Novoandrivka, Shcherbaki, Novodanilivka, Malatokmakka, Malinivka, Bilohiria, Novodarivka và Ohipske, ông Fedorov cho biết. Ngoài ra, theo ông Fedorov, phía Nga cũng 6 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt MLRS và 173 lần dội pháo vào các khu định cư tấn công các khu định cư Lobkove, Huliaipole, Shcherbaki, Novoandrivka, Novodanirivka, Malatokmakka, Novodarivka và Ohipske. Ông Fedorov cũng cho biết, phía Kiev ghi nhận 12 báo cáo về thiệt hại đối với các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng ở Zaporizhia. Rất may là không có thương vong dân sự nào. Phía Moscow chưa lên tiếng về thông tin Nga mở 369 cuộc tấn công tỉnh Zaporizhia. Ông Medvedev, Nga sẽ đáp trả hạt nhân nếu phương Tây chuyển giao vũ khí này cho Ukraine. Ngày 26 tháng 11, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã đưa ra một cảnh báo mạnh mẽ về khả năng đáp trả hạt nhân của Moscow nếu phương Tây quyết định cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine.
Trong thông báo trên Telegram, ông Medvedev nhấn mạnh rằng một khi phương Tây chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Kiev, Nga sẽ coi đây là một hành động tương đương với cuộc tấn công vào lãnh thổ của mình, từ đó tạo ra cơ sở cho việc đáp trả bằng vũ khí hạt nhân. Cảnh báo này được đưa ra sau khi báo New York Times đưa tin rằng một số quan chức phương Tây đã thảo luận về khả năng Tổng thống Mỹ Joe Biden cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine, mặc dù điều này gặp phải nhiều lo ngại về các hậu quả nghiêm trọng. Ông Medvedev cho rằng cuộc thảo luận này đã vấp phải sự quan tâm sâu sắc của chính trị gia và truyền thông Mỹ. Cựu Thủ tướng Nga còn dẫn chứng học thuyết hạt nhân mới được cập nhật của Nga cho thấy Moscow đã sẵn sàng có hành động quyết liệt nếu vũ khí hạt nhân được chuyển giao cho Ukraine. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang, ông Medvedev cũng bày tỏ sự lo ngại rằng việc chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Kiev có thể trở thành một sự đã rồi đối với Moscow, là một lời tuyên chiến rõ ràng. Tuyên bố này càng làm gia tăng mối lo ngại về nguy cơ chiến tranh hạt nhân trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Song song với những phát biểu về vũ khí hạt nhân, tình hình trên chiến trường Ukraine cũng đang có những diễn biến căng thẳng. Theo thông tin từ hãng tin Reuters, trong tháng 11 vừa qua, lực lượng Nga đã giành được khoảng 600 km2 lãnh thổ Ukraine, trong đó có gần 235 km2 chỉ trong một tuần. Đây là mức chiếm đóng nhanh nhất của quân đội Nga kể từ khi chiến sự bắt đầu, một dấu hiệu cho thấy quyết tâm và sức mạnh của lực lượng Nga trong chiến dịch quân sự tại Ukraine. Tình hình chiến sự đang tiếp tục căng thẳng với các diễn biến mới hàng ngày và những cảnh báo từ các bên liên quan khiến thế giới không ngừng theo dõi. Phương Tây lo ngại những kịch bản hạt nhân nào của Nga trong xung đột. Mặc dù bề ngoài có vẻ phương Tây không quá lo ngại về các cảnh báo của Nga liên quan đến xung đột hạt nhân, thực tế là các quốc gia phương Tây đang theo dõi và phân tích kỹ lưỡng các kịch bản có thể xảy ra liên quan đến vũ khí hạt nhân của Nga trong bối cảnh cuộc chiến Ukraine tiếp tục kéo dài. Mỹ và các đồng minh trong NATO đã nghiên cứu nhiều tình huống khả dĩ, từ việc Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật đến khả năng leo thang thành chiến tranh hạt nhân toàn diện. Một yếu tố quan trọng trong những lo ngại này chính là học thuyết hạt nhân của Nga. Một bộ quy tắc chỉ rõ trong những tình huống nào Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Học thuyết này nhấn mạnh rằng Nga có thể đáp trả bằng hạt nhân nếu đối diện với những cuộc tấn công xâm lược đe dọa sự tồn tại của quốc gia, đồng thời bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Mới đây, vào ngày 19 tháng 11 năm 2024, Nga đã bổ sung một điểm quan trọng vào học thuyết này, cho phép sử dụng vũ khí hạt nhân nếu một quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân bị tấn công bởi một quốc gia có hạt nhân hỗ trợ. Đây là một sự thay đổi đáng chú ý, làm cho ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga trở nên khó đoán định hơn, đồng thời hạ thấp ngưỡng sử dụng. Mặc dù những tuyên bố và cảnh báo hạt nhân từ Nga, đặc biệt là của cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, được phương Tây xem là chiến lược nhằm ngăn chặn sự can thiệp của NATO vào Ukraine, thực tế là những động thái của Nga trên mặt trận quân sự đã khiến các nước phương Tây không thể hoàn toàn làm ngơ. Cảnh báo về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, dù chưa được thực hiện, vẫn luôn là một yếu tố rủi ro trong cuộc xung đột. Tình hình tại Belarus và Kaliningrad, nơi mà Nga đã triển khai tên lửa hạt nhân và tăng cường lực lượng quân sự, càng làm tăng thêm sự lo ngại. Tổng thống Nga Putin đã khẳng định rằng vũ khí hạt nhân của Nga hiện đại hơn nhiều so với của Mỹ và nhấn mạnh rằng vũ khí được chế tạo là để sử dụng. Ông cũng cảnh báo rằng việc NATO gửi quân đến Ukraine có thể dẫn đến chiến tranh hạt nhân. Tuy nhiên, dù các tuyên bố từ Nga đôi khi bị xem nhẹ, Mỹ và các quốc gia phương Tây vẫn luôn cảnh giác với nguy cơ leo thang thành một cuộc chiến hạt nhân diện rộng. Cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng John Kirby đã nhiều lần bày tỏ mối quan ngại về sự leo thang của xung đột Ukraine, không chỉ về phạm vi chiến sự mà còn về khả năng cuộc xung đột có thể lan rộng sang toàn bộ châu Âu. Tình trạng căng thẳng này cũng không chỉ giới hạn ở các quan chức Mỹ. Cựu Thủ tướng Anh Liz Truss vào năm 2022 cũng đã bày tỏ lo ngại rằng Tổng thống Putin có thể thực sự mở một cuộc tấn công hạt nhân. Thậm chí trong những ngày cuối cùng tại vị, chính phủ Anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, kiểm tra các biện pháp đối phó với khả năng đất nước bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Những nỗi lo này phản ánh sự không chắc chắn và lo lắng trong giới lãnh đạo phương Tây về những quyết định có thể được đưa ra từ Moscow trong tương lai. Khi cuộc xung đột Ukraine vẫn tiếp diễn, các nhà phân tích và lãnh đạo phương Tây vẫn chưa ngừng cảnh giác với những động thái từ Nga. Mặc dù Nga chưa có hành động thực tế nào để hiện thực hóa các cảnh báo, nhưng với các diễn biến quân sự và chính trị hiện tại, phương Tây vẫn phải chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra, đặc biệt là trong bối cảnh các quy tắc sử dụng vũ khí hạt nhân của Nga trở nên linh hoạt và khó lường hơn bao giờ hết. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.